Hello, xin chào các bạn. Bữa nay mình tiếp tục đi trao phần tiền của bạn có cái tên kênh là Juliet Channel. Số tiền là 2 triệu. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà để trao lại cho cô An. Giờ xem tiếp video các bạn. Đây, bây giờ mình đến nhà của cô An. Sao cô? Út đi lên chợ, và nó nói cũng như cái ca của Út để lâu quá đó. 10 năm mà Út nói tại không có tiền, cô nói không có tiền. Bây giờ có người ta nhẫn nhảo tâm cho cô rằng đi khám, rằng tháo cái khớp để cho đừng đau nhức nữa gì đó. Rồi cái ổng nói cái ca này khó quá à. Bây giờ chỉ cho hai tuần uống theo dõi. Rồi ổng nói là xét nghiệm rồi cô bị tim thành ra không có khoa mổ, không phẫu thuật nữa. Bị tim hả? Ồ, ổng nói cái ca khó quá mà chỉ uống thuốc cầm chừng thôi con à. Dạ. Rồi cho uống thuốc, rồi cho thuốc sức nè. Rồi ổng nói 2 tuần là phải lên khám lại lần nữa. Bây giờ hồ sơ của ổng giữ chết á. Dạ. Thì nãy con cũng nghe sáng nói thì cái này ca này cũng rất là nhiều tiền hả cô? Này làm cái này là rất là nhiều tiền hả? Sao rồi Út nói thôi đi. Bây giờ mình có thuốc uống cho đừng đau nhất là ổng mừng rồi. Cô mừng rồi. Nói mình là ổng nói uống thử đi rồi theo dõi rồi lên rồi ổng cho thuốc uống hoài vậy đó. Dạ. Mình hạn chế dữ nhất nè. Nhất cái hành sốt nè. Ông bác sĩ đó. Chứ ổng nói bây giờ tháo không được hả cô? Ồ tháo được con rồi. Ổng nói giờ không tháo được. Dạ dạ. Sức khỏe cô không có. Ổng dạ. Nói lâu quá, để lâu quá. Dạ. Và cô nói mình không có tiền. Thì bữa nay thì con cũng trao là cái số tiền của một cái bạn có kênh tên kênh là Juliet Channel, thì cũng có lên coi clip của cô rồi gửi cho cô số tiền là 2 triệu. Rồi gửi cho cô số tiền 2 triệu thì bây giờ có gì nếu mà làm cái này nếu mà tháo khớp không được thì cũng lấy những cái tiền của các mạnh thường quân này cô uống thuốc cho nó đỡ đau cũng đỡ. Dạ. Cảm ơn mấy người đã giúp cô nha. Dạ. Rồi cái cô cũng buồn lên khám mà lấy không được, cái cô cũng buồn. Cô có hỏi người ta là ca phẫu thuật đó nhiêu tiền không cô? Cô hỏi rồi, nó nói là có bảo hiểm là bữa đó là điện về cho sáng liền. Nó cũng như bảo hiểm nó chi là nhiêu phần trăm sáng? 80%. Dạ. Là mình là 100 mấy là mình phải đóng 80 triệu. Vậy đó hả? Ừ, rồi nó nói rồi theo dõi rồi uống ba thuốc này, nếu mà cô mà giảm cái vụ nhất cái tim rồi nó ổn định được thì ổng cho hay. Ổng nói ổng giữ số điện thoại cô lại vậy đó rồi ổng điện cho hay. Rồi giờ là phải 2 tuần là lên trển, 2 tuần là lên trển, ổng cho bột thuốc vậy đó. Là 2 tuần là phải lên trên ổng. Là đi lên ổng. Thì nói chung là các mạnh thường quân thì nói chung là người ta cũng có tấm lòng. Cô ít lòng nhiều thì hy vọng số tiền trên ví dụ như không đủ cho cô để làm cái ca phẫu thuật thì nói chung thì cũng có thể là giúp cho cô phần như là tiền thuốc men. Hạn chế đau nhất cô là cô cảm ơn quá mạnh thường quân dữ lắm rồi. Mình không ước gì đâu. Cái số tiền cũng khá là lớn nha các bạn. Số tiền 80 triệu cũng không phải là số nhỏ gì, nó rất là lớn. Thì nói chung là mọi người giúp gì là cũng đã quá mừng rồi. Dạ. Cảm ơn dữ lắm luôn á. Mà bây giờ cô nó uống thuốc mà nó giảm đau nhức hành sốt cũng mừng lắm rồi. Cô khỏi tháo khớp cũng được mà đừng có đau nhức hoài. Nếu mà cô cảm thấy uống thuốc đỡ hơn thì cô cứ để tiền uống thuốc. Bác sĩ nó uống thử 2 tuần đi. Rồi lên lần nữa coi ổng coi nếu giảm bớt đó, thì ổng cho tiếp nữa. Con cảm ơn mấy mạnh thường quân dùm cô ơi. Thì nói chung là cái số tiền nó cũng khá là lớn, tới 80 triệu các bạn không gài. Thì mình cũng quyên góp cho cô khoảng 20 mấy triệu thôi. Đó, thì nói chung thì mà hy vọng nó cũng là một số tiền thuốc men đủ để cô cầm chừng các bạn. Bây giờ cũng không biết nói làm sao, bây giờ cũng cảm ơn, đầu tiên cảm ơn bạn Juliet Channel nha. Thì cũng có số tiền để gửi về cho cô thuốc men. Và tất cả các mạnh thường quân vừa qua cũng đã cố gắng giúp cô. Tuy số tiền không có đủ ca phẫu thuật nhưng bây giờ cũng nói chung là cũng mua thuốc men cho cô được cũng đỡ. Cô ra qua cơn đau nhất là cô cảm ơn dữ lắm rồi. Dạ dạ. Cảm ơn, không biết nói gì hơn hết thiệt.
Dạ. Bởi vì cảm ơn mấy con. Thì con cũng mấy con thì cũng giúp cô và cũng mong cô cũng nói chung là sức khỏe nó cũng thuận lợi hơn trong cuộc sống nữa. Bởi vì không biết vậy nói gì giờ. Dạ. Cảm ơn giùm cô. Thì thôi bây giờ chắc con cũng tạm biệt cô để chút xíu con còn đi trao những cái số tiền còn lại cho mấy em giúp những người mấy em cũng bị khuyết tật. Em bị khuyết tật bẩm sinh ở trong xã thì bây giờ con cũng tạm biệt cô nha cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cũng nhiều lắm nha. Dạ dạ. Cùng Mạnh Thường Quân này giúp những người khác đau đớn cho cô cho qua cơn đau đớn là mãn nguyện lắm rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi con về cô ơi. Dạ. Cảm ơn Tăng nhiều nha ta. Dạ dạ. Con thì chỉ phần nhỏ thôi. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Mấy cô chú anh chị mà giúp cô nhiều hơn con. Dạ. Dạ. Ok.